Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Vì thế mà họ yêu thể chế xã hội chủ nghĩa. Dư luận đang xôn xao với hai doanh nhân nghìn tỷ có hành động trái pháp luật đáng xấu hổ, gây nhiễu loạn thị trường và làm thiệt hại cho các nhà đầu tư. Đó là việc ông Trịnh Văn Quyết đã bán chui 75 triệu cổ phiếu nhằm thu về khoảng 1.800 tỷ đồng và ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh đã tuyên bố bỏ cọc xin hủy kết quả đấu giá bất động sản ở Thủ Thiêm có giá trị 24.500 tỷ. Tác giả Trần Văn đã có bài bình luận trên trang Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với tựa đề Vì thế mà họ yêu thể chế xã hội chủ nghĩa. Hai doanh nhân nổi tiếng vì giàu có tại Việt Nam vừa vướng vào hai scandal có dấu hiệu làm xiếc. Đáng nói là cả hai vốn nằm trong nhóm thường đề cập đến ái quốc, thương dân và thường nhấn mạnh ngoài việc kiếm tiền hoạt động kinh doanh của họ, còn nhắm đến việc giúp xứ sở có điều kiện, tự hào, v.v. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Ông Đỗ Anh Dũng bên trái, ông Trịnh Văn Quyết bên phải. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã tạo ra nhiều doanh nhân như thế. Và có lẽ đã tới lúc cần ngắm nghía thật kỹ đến những doanh nhân luôn bày tỏ sự tin yêu chủ nghĩa xã hội, thể chế chủ nghĩa xã hội, tiền đề giúp họ trở thành đại triệu phú. Hôm qua, Bộ Công an Việt Nam cũng tiết lộ, trước khi Tân Hoàn Minh đơn phương chấm dứt hợp đồng mua một trong bốn lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã đem ra đấu giá hồi tháng trước. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tiến hành xác minh 11 dự án bất động sản do Tân Hoàn Minh đầu tư tại Hà Nội. Nói một cách khác, cuộc điều tra nhắm vào Tân Hoàn Minh đã khởi động ngay sau khi doanh nghiệp này trả tới 24.500 tỷ để có quyền sử dụng lô 3-12 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, nâng giá đất ở đó lên mức không tưởng, đó là 2,4 tỷ đồng cho mỗi mét vuông. Trong tâm thư gửi cho hàng loạt cá nhân là Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng v.v. và hàng loạt tập thể từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàn Minh giải thích: sở dĩ doanh nghiệp này từ bỏ quyền sử dụng lô 3-12 mới giành được vào hồi tháng trước và bỏ khoản tiền cọc khoảng 588 tỷ đồng vì trả giá cao như vậy có thể dẫn tới những hệ lụy không tốt. Rút lui để góp phần ổn định lại thị trường bất động sản và muốn đặt lợi ích xã hội lên trên lợi ích riêng. Trước đó, ông Dũng không nghĩ như vậy, trò chuyện với báo giới về sự kiện Ngôi Sao Việt, doanh nghiệp thuộc Tân Hoàn Minh tham gia đấu giá 4 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông tuyên bố với đại ý như sau: sở dĩ Tân Hoàn Minh nâng giá đất lên tới mức khiến thiên hạ sững sờ là vì muốn tất cả tư bản nước ngoài phải mua đất của Việt Nam với giá như Tokyo hoặc New York. Có như vậy, nhân dân ta mới giàu nhanh, đất nước mới phát triển. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng bên phải và Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh nhận hoa chúc mừng từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình sau cuộc đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm. Chúng ta phải xây dựng và phát triển đất nước ta giàu đẹp và giàu mạnh về kinh tế để không cho bất cứ kẻ thù nào có thể nhòm ngó vào lãnh thổ của chúng ta. Tuy nhiên lần này, nhiều nơi, nhiều người không dám chứng cho tinh thần ái quốc của ông Dũng. Và Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự lo ngại khi qua đấu giá, giá trị đất ở Thủ Thiêm được lên tới mức bất thường. Điều này chỉ có lợi với một số doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất. Kết quả đấu giá có thể khiến giá đất tăng vọt, bất lợi cho cả người dùng, nỗ lực giảm giá nhà, thực hiện chính sách phát triển nhà ở, lẫn giới đầu tư vì giá bán cao sẽ làm tăng lượng hàng hóa tồn đọng. Chưa kể, đó có thể là nền tảng để một số doanh nghiệp xin định giá lại tài sản, đặc biệt là những tài sản đang thế chấp nhằm rút ruột ngân hàng hoặc để làm sạch bảng cân đối tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam thì xem như việc tự nguyện trả giá đất ở Thủ Thiêm ở mức cao, không tưởng là hành động gây nhiễu loạn thị trường. Đồng thời cảnh báo về tình trạng một số doanh nghiệp vay mượn cả từ ngân hàng lẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao gấp nhiều lần vốn thực có. Thành ra Bộ Tài chính phải tổ chức kiểm tra những doanh nghiệp có khả năng trên thị trường chứng khoán.
Chủ tịch Quốc hội cũng ái ngại khi sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và bất động sản nóng quá, nên tỏ ra hết sức dè dặt trước chuyện chưa từng có là giá đất ở Thủ Thiêm lên tới 2,4 tỷ đồng trên mỗi mét vuông. Đây là hình ảnh Tân Hoàn Minh thắng đấu giá lô số 3/12 trong 4 lô đất ở Thủ Thiêm. Song yếu tố đáng chú ý nhất và dường như là nguyên nhân chính khiến Tân Hoàn Minh tuyên bố từ bỏ việc thực hiện quyền sử dụng lô 3/12 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm là việc Cục Thanh tra và Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu một số ngân hàng báo cáo về việc cấp tín dụng cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu v.v. đối với những doanh nghiệp tham gia đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo yêu cầu này, ngân hàng phải giải trình xem giữa bên đã vay và cho vay, hứa cho vay bao nhiêu, mục đích vay và cho vay và hứa cho vay là những gì. Tổng nợ có phân loại chi tiết về nợ gốc, nợ lãi, kèm phân tích kế hoạch và khả năng trả nợ. Phía hỏi vay có nợ xấu, nợ khó trả hay không? Nếu những thông tin có liên quan đến việc yêu cầu vừa kể trên được tổng hợp và công bố, có lẽ chúng sẽ không chỉ bất lợi cho Tân Hoàn Minh mà còn làm phiền nhiều nơi, nhiều người. Lần này dường như ông Dũng không gặp may. Vào năm 2015, Tân Hoàn Minh từng thắng đấu giá một khu đất 3.000m² ở trung tâm quận 1 rồi bỏ. Đến năm 2016, đề nghị mua lại chính lô đất này và chấp nhận trả khoản phạt là 260 tỷ, rồi để đó cho đến năm 2019 thì chuyển nhượng cho Techcombank. Đây là hình ảnh báo chí khui ra chuyện trước đó Tân Hoàn Minh từng nhiều lần bỏ cọc đấu giá gây ồn ào dư luận. Cũng hôm qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo đã phong tỏa các tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn FEC, vì ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu của FEC mà không công bố thông tin. Về nguyên tắc, những cá nhân như ông Quyết, tức là cổ đông nội bộ, nằm trong nhóm chi phối doanh nghiệp có giá trị giao dịch cổ phiếu, cổ đông lớn sở hữu từ 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên, thì buộc phải báo cáo các quyết định liên quan đến cổ phiếu đang nắm giữ để giới đầu tư có thông tin trong suy tính mua bán. Ông Quyết đã vi phạm nguyên tắc mà ai cũng biết này và hành động xem như là bán chui cổ phiếu đó đem lại cho ông khoản lợi từ 1.200 tỷ đến 1.600 tỷ đồng, nhưng gây thiệt hại cho hơn 19.000 nhà đầu tư khác. Đây không phải là lần đầu tiên ông Quyết hành xử giống như gian lận với đầu tư. Vào năm 2017, ông Quyết từng lẳng lặng bán ra 57 triệu cổ phiếu và kiếm được khoảng 400 tỷ đồng. Vào thời điểm đó, tuy Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính phản ứng dữ dội và tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng để đảm bảo thị trường tài chính Việt Nam phát triển lành mạnh. Có thể hội nhập với thị trường tài chính quốc tế, nhưng cuối cùng ông Quyết chỉ bị phạt có 65 triệu đồng mà thôi. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FEC. Còn lần này thì sao? Chưa biết. Tuy hành vi của ông Quyết bị nhiều giới xem là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho thị trường chứng khoán và giới đầu tư, nhưng chưa rõ ông Quyết sẽ bị phạt tiền là tối đa khoảng 1,5 tỷ đồng hay sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi bán chui thu lợi bất chính lớn khiến thị trường chứng khoán chao đảo, có dấu hiệu che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán hay thao túng thị trường chứng khoán. Trong tâm thư gửi tới nhiều cá nhân, nhiều tập thể để thông báo ý định từ bỏ quyền sử dụng lô đất 3/12 ở Thủ Thiêm, ngoài việc giới thiệu cá nhân, gia đình, gia tộc là người của ta, ông Đỗ Anh Dũng đã cảm ơn Đảng và Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đã cho Tân Hoàn Minh nói riêng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung được sống, làm việc và phát triển trong một môi trường kinh doanh hòa bình, ổn định, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công bằng, bình đẳng và minh bạch. Và ông Quyết thì cũng như vậy. Cách đây vài tháng, khi được tờ Tuổi Trẻ hỏi rằng ông nghĩ sao khi là người gây ra nhiều tranh cãi, doanh nhân chuyên thực hiện những dự án vây biển, dọn rừng, biến thành tài sản của FEC, bảo rằng đại ý như sau: tôi nghĩ người yêu là chính, còn ghét chẳng qua họ chưa gặp tôi. Trong suy nghĩ và hành động của tôi đều mong muốn những gì tốt nhất cho xã hội, cho đất nước, thì không có lý do gì để ghét cả. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Á vụ kết xét nghiệm là dấu hiệu lũng đoạn nhà nước được chuẩn bị rất công phu. Nhiều người vẫn chưa hình dung nổi vì sao công ty Việt Á có thể lừa dối toàn dân
và đưa ra thị trường bộ kit xét nghiệm dởm với tiền hô hậu ủng của hàng loạt cơ quan nhà nước có quyền lực cao nhất như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Chủ tịch nước và các cơ quan ngôn luận của Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương. Và tất cả hệ thống báo chí hiện hành đều ra sức hỗ trợ thổi phồng cho Việt Á lên tận trời xanh. Với cương vị là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhận định vụ việc này có đủ dấu hiệu của sự lũng đoạn nhà nước, được chuẩn bị công phu chứ không còn là hành vi tham nhũng thông thường nữa. Bài phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đã đăng trên trang Vietstudy và được Đài Tiếng Nói BBC đăng lại với nội dung được chia sẻ như sau. Dư luận Việt Nam đã rung động mạnh mẽ và bức xúc dữ dội khi vụ kit xét nghiệm virus corona, gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á bị phanh phui với nhiều tình tiết bất thường liên quan đến sự can dự của nhiều cơ quan nhà nước và bộ chủ quản. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tiền cho nghiên cứu cùng với Học viện Quân y của quân đội, rồi được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng. Sau đó, các báo tuyên giáo của Đảng thì tung hô về chất lượng, cũng như nổ láo rằng đã được các nước đặt mua để xuất khẩu đi toàn thế giới, vân vân, và được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép. Vì thế mà toàn thể nhân dân đã bị lừa dối một cách dễ dàng. Nhìn vào bản chất và sự giả soát lại diễn biến của vụ việc, chúng ta có thể thấy toàn bộ câu chuyện này đã được chuẩn bị rất công phu, có mục tiêu chính sách được thiết lập rõ ràng và được thực hiện qua các công đoạn đầy đủ theo phương pháp luật, cũng như việc xây dựng tính chính danh qua hệ thống truyền thông của nhà nước. Với tính chất và quy mô và bài bản như vậy, có thể nói đây là một bằng chứng cho thấy tham nhũng của Việt Nam đã tiến từ giai đoạn tham nhũng hành chính và tham nhũng chính sách sang một loại tham nhũng mới, đó là có tính chất hoàn toàn khác, đó là lũng đoạn nhà nước. Trước hết cần phải phân biệt rõ tham nhũng thông thường với lũng đoạn của nhà nước như thế nào. Tham nhũng là các hành vi trục lợi của người nắm các chức vụ trong bộ máy của hành chính, bộ máy chính quyền, lợi dụng vị trí của mình trong quá trình thực thi luật pháp để trục lợi. Vì nhà nước cơ bản là cơ quan độc quyền để cung cấp dịch vụ công quan trọng nhất trên một lãnh thổ quốc gia, nên các vị trí hành chính và chính trị trong khu vực nhà nước có bản chất là độc quyền. Điều này khác với những người cung cấp dịch vụ trong khu vực tư nhân khi họ cung cấp các dịch vụ tư nhân hoặc gần với dịch vụ công. Vì khu vực tư nhân được điều tiết bằng cạnh tranh trên thị trường cũng như các quy định của pháp luật đã được thiết lập cho ngành đó. Cũng xin nói thêm rằng, vẫn có thể có tham nhũng trong khu vực tư nhân khi tổ chức tư nhân bị hành chính hóa cao, nhưng những tổn hại đó giới hạn trong khu vực tư, tức là của một nhóm người cụ thể, chứ không phải gây mất mát nguồn lực công. Đây là hình ảnh phát biểu tại hội nghị chính phủ vào chiều ngày 5 tháng 1. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nói rằng công ty Việt Á đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, làm xói mòn lòng tin với ngành y. Tuy nhiên, ông không đề cập gì đến chuyện chính Bộ Y tế đã cấp chứng nhận chất lượng cho Việt Á và Bộ Y tế cũng không hề có ý kiến gì khi Tổ chức Y tế Thế giới thông báo bộ kit xét nghiệm của Việt Á không đạt chất lượng. Ngăn chặn sự lợi dụng vị thế độc quyền của các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ và hàng hóa công là nhiệm vụ thiết yếu của nhà nước nếu nó muốn tồn tại hiệu quả. Do thiếu vắng cơ chế cạnh tranh của thị trường, nên trong toàn bộ lịch sử, người ta phải sử dụng các quy chế giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt với sự minh bạch và tính chịu trách nhiệm rất cao. Tuy nhiên, điều này không bao giờ có thể được thực hiện một cách hoàn hảo. Do đó, tham nhũng luôn tồn tại trong khu vực công, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Tham nhũng ở Việt Nam thì trầm trọng vì thiếu cơ chế dân chủ, minh bạch trong điều kiện ở Việt Nam, do khả năng giám sát kém hiệu quả, vì thiếu cơ chế dân chủ và minh bạch nên tham nhũng là thường xuyên, phổ biến và mức độ ngày càng trầm trọng. Thiết nghĩ điều này không cần phải chứng minh nữa nếu chúng ta theo dõi các đại án tham nhũng ngày càng nhiều và nghiêm trọng trong 20 năm qua. Tuy nhiên, đặc điểm quan trọng của loại hình tham nhũng nói chung là chúng vẫn thừa nhận một hệ thống luật pháp đã có sẵn. Kẻ tham nhũng chỉ thực hiện trục lợi thông qua quá trình thực thi hệ thống pháp luật đó mà không có khả năng biến đổi nó theo ý của mình. Và lũng đoạn nhà nước là một bước tiến về chất của những người muốn trục lợi từ tài sản của nhà nước và công chúng. Đây là hình ảnh huân chương lao động hạng 3 được trao tặng cho Việt Á
do chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ký tên và đóng dấu là chủ tịch nước. Sau đó, Việt Á mang đi công bố công khai trên trang web của công ty này. Điểm khác đặc biệt chủ chốt là họ chủ động tác động vào quá trình hình thành nên các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, hệ thống quy định ấy được thực thi một cách chính danh và hợp pháp, đem lại quyền lợi cho những kẻ lũng đoạn ở quy mô rất lớn. Tổ chức minh bạch quốc tế dựa trên các nghiên cứu có thẩm quyền trong lĩnh vực này đã xác nhận biểu hiện của lũng đoạn nhà nước qua 3 dấu hiệu có hệ thống như sau. Thứ nhất là quá trình có một mục tiêu chính sách rõ ràng. Thứ hai là những kẻ lũng đoạn sẽ trục lợi khi tiến trình được thực thi. Thứ ba là quá trình hình thành chính sách bao gồm cả luật và quy định không còn hướng tới mục tiêu vì lợi ích công cộng mà chỉ nhằm phục vụ lợi ích nhóm lũng đoạn đó. Nhóm lũng đoạn ở đây chính là các công ty tư nhân hoặc cá nhân tập thể trong khu vực tư, cùng nhóm hợp tác là các quan chức hành chính hoặc chính trị gia. Tất cả hình thành một mạng lưới chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ một cách tỉ mỉ và chính xác để trục lợi cho toàn bộ mạng lưới một cách bất hợp pháp. Từ khung phân tích như trên, chúng ta có thể soi chiếu lại quy định về việc kit xét nghiệm COVID-19 để thấy rằng đây là quá trình có tính chất lũng đoạn nhà nước. Đây là hình ảnh người phụ nữ ở Bình Dương đã bị cưỡng bức thô bạo để xét nghiệm, cũng vì chủ trương của chính phủ là thần tốc xét nghiệm và xét nghiệm toàn dân. Người đọc có thể tự giả soát lại toàn bộ chi tiết các bước liên quan, nhưng có thể tóm lược lại như sau. Thứ nhất là việc hình thành các chính sách hạn chế nhập khẩu các bộ kit xét nghiệm từ nước ngoài nhằm chuẩn bị thị trường độc quyền cho sản phẩm. Thứ hai là việc hình thành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước với nguồn vốn lớn từ ngân sách do cơ quan chính thống ngay trong ngành y đồng tham dự để tăng tính chính danh cho sản phẩm. Thứ ba là việc các bộ và cơ quan chuyên môn cùng đồng loạt công bố thông tin về chất lượng sản phẩm mà hiện nay đã bị phanh phui là sai để xây dựng chính sách cho sản phẩm, đồng thời tạo dư luận và nâng cao tinh thần dân tộc, sử dụng sản phẩm tự chế của người Việt, thậm chí là trao huân chương lao động cho đơn vị tạo ra sản phẩm. Tiếp theo là việc ban hành các quy định yêu cầu xét nghiệm trên quy mô rộng trong thời gian ngắn để việc bắt buộc phải sử dụng sản phẩm trên quy mô và thời gian tương ứng. Với một bộ khung chính sách đã được chuẩn bị sẵn như vậy, một công ty Việt Á hay bất cứ một công ty nào đó đã được mạng lưới này chuẩn bị sẵn, chỉ việc thực hiện đúng quy trình, chính sách để trục lợi. Cũng cần lưu ý rằng, việc công ty Việt Á được phép bán sản phẩm, đồng thời nâng giá bán sản phẩm cao bất thường, chỉ là những diễn biến tiếp theo của vụ việc. Về cơ bản, không vi phạm pháp luật hiện hành cũng như cơ chế thị trường. Nếu bộ khung chính sách và môi trường cho kit xét nghiệm như đã nói ở trên được chuẩn bị sẵn và thực tế đã đi vào cuộc sống với hàng chục triệu cuộc xét nghiệm diễn ra trên toàn quốc. Đây là hình ảnh, ảnh biếm họa của La Thanh Hiền với chủ trương lạm dụng ngoáy mũi xét nghiệm toàn dân để ngốn tiền ngân sách và có kẻ nhân cơ hội đó đã trục lợi. Cũng vì lý do đó mà việc hiện nay cơ quan chức năng hoặc cơ quan truyền thông có khuynh hướng chỉ quy kết việc cho một nhóm nội dung là công ty Việt Á sản xuất kit kém chất lượng, lừa dối trong công chúng thông tin sai và sau đó là thông bổng bán hàng và các giá cao cho các CDC trên toàn quốc. Như thể đó là một kịch bản do Việt Á là kẻ chủ mưu và đồng thời thực hiện là cách tiếp cận chưa đầy đủ về bản chất của sự việc. Đây không phải là một vụ việc vi phạm pháp luật đơn thuần mà là một quá trình thay đổi có chủ đích hệ thống thông tin chính thống và quy định hiện hành nhằm tạo cơ chế cho sản phẩm của Việt Á được đưa ra thị trường một cách chính danh và hợp pháp. Do đó, không thể coi đây là một vụ tham nhũng hay lừa đảo đơn thuần, mà cần xem xét nó như vụ lũng đoạn nhà nước với đầy đủ đặc điểm và tính chất của nó. Việc nhận thức đúng bản chất của sự việc có ý nghĩa rất quan trọng, vì như thế mới hình thành được giải pháp thích hợp. Sự tiến hóa từ tham nhũng nhỏ lẻ lên thành tham nhũng có hệ thống, tham nhũng và thao túng chính sách, rồi lên đến giai đoạn lũng đoạn nhà nước là bước phát triển về chất của sự suy thoái xã hội. Cần nhìn nhận rõ thực trạng này cả trong thực tiễn lẫn lý luận để chuẩn bị cho những giải pháp đối phó có hệ thống, có lý luận và do đó là phù hợp với bản chất nghiêm trọng của vấn đề.